Rồi, chào cả nhà, Khanh lại đi lấy khẩu trang đây. Đợt này lấy là tổng cộng 6 thùng, 6 thùng thì 3 thùng chuyển cho bệnh viện Củ Chi, rồi 3 thùng chuyển cho bệnh viện Cần Giờ. Thì hôm nay là phải đi 2 chuyến. Đây là kho. Bộ dụng cụ hành nghề, giống như Khanh chia sẻ một cái video về cứu hộ dọc đường, thì trên xe của Khanh lúc nào cũng có bộ dụng cụ hành nghề này hết, để hỗ trợ cho anh em nào mà nằm đường, trong quá trình di chuyển á, mà nằm đường. Đợt này là kiếm một cái chiếc xe, một cái chỗ mà có thể là giá giỏ, rồi kiếm một cái chỗ có thể kích bình, gọi là rất là khó nha. Em đi 2 đợt anh. Dạ. Ủa, mình lấy giống bữa lấy có đâu À. có logo hay là không logo? Dạ. À, có logo à? Có logo. Ở trong quang bích hình như nó có nhắn của anh Khanh luôn. Ủa nó lọt. Đây. 2 thùng này là khẩu trang nè. Dạ. Đối với một số doanh nghiệp á, đối với một số doanh nghiệp mua thì có yêu cầu là không có để thương hiệu đây, để thương hiệu vào thì họ về họ sẽ đóng lại thương hiệu gì đó, thì Khanh không biết, nhưng mà ở công ty Huỳnh Gia thì đáp ứng luôn cho một số anh chị nào mà có nhu cầu lấy cái khẩu trang mà không có logo. Đây, 2 thùng rồi. Chuẩn bị là giờ lấy thêm một cái thùng y tế nữa. Khanh chia sẻ lại với nhà mình là cái trong đợt dịch này á, thì cái việc mà đeo 2 khẩu trang là sai hoàn toàn nha. Đeo 2 khẩu trang không giúp mình chống được virus, bởi vì 2 khẩu trang của các bạn lưới lọc to 2.5 micromet, nhưng cái virus corona thì to chỉ có 1.0 micromet, thành ra 2 cái lưới to thì không thể nào mà bắt được con cá nhỏ, 2 cái lưới to chồng lại không thể nào bắt được con cá nhỏ hết. Đó, đó là nguyên nhân tại sao mà mình, cho dù mình đeo 1 cái, đeo 2 cái thì mình vẫn bị nhiễm virus. Và một cái nữa là Khanh chia sẻ lại, cái việc mà chúng ta đeo khẩu trang có cái van thở thì sẽ không bảo vệ được cho mình trong đợt này, bởi vì cái van thở sẽ giúp cho mình dễ thở, nhưng đổi lại virus sẽ đi vào trong cái van thở nha. Rồi, đeo khẩu trang, nếu mà các bạn đeo 2 cái chồng vào thì sẽ làm cho các bạn bị khó thở, rất là khó thở. Cái khẩu trang đạt chuẩn, ngoài cái tiêu chuẩn mà lọc được cái virus corona ra, tiêu chuẩn lọc virus mà dưới 1.0 micromet, thì nó còn có trợ lực thở. Trợ lực thở có nghĩa là các bạn đeo nó phải thở dễ. Đó là những cái quy chuẩn xung quanh một cái khẩu trang mà gọi là khẩu trang đạt chuẩn. Những cái quy chuẩn kế tiếp đó là cái dây đeo nè, nó phải to bản, để anh Thiển bên công ty Huỳnh Gia là dệt cái này là bằng một cái máy 24 kim, để cho đeo mình không bị đau cái lỗ tai. Ngoài ra đeo thì nó phải ôm sát và không bị ngứa mũi. À, mình đeo thì cái phần mà cái vật liệu ở phía trong cái khẩu trang á thì sẽ không giúp cho mình không bị dị ứng, không bị ngứa mũi nè. Nè, đó là những cái quy chuẩn của một chiếc khẩu trang Khanh muốn gửi đến cho cả nhà mình, để cả nhà mình được rõ hơn. Rồi. Đây là cái khẩu trang y tế để chuyển cho bệnh viện Củ Chi. Đó. Tổng cộng là chuyển cho bệnh viện Củ Chi là 3 thùng. Đây, phía trước đây. Với lại 2 thùng phía sau. Tổng cộng là 3 thùng. Còn trưa nay thì Khanh sẽ đi lấy thêm 1 chuyến nữa. Giờ này là đang là 8 giờ, 8 giờ trưa nay Khanh sẽ đi lấy thêm 1 chuyến nữa để gửi cho bệnh viện Cần Giờ. Thì 2 cái đơn hàng này thì gồm một phần của Khanh, một phần của bác sĩ là Nguyễn Xuân Anh tài trợ cho bệnh viện. Đó. Rồi. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye bye.